trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2050, việc bố trí không gian phát triển gồm 2 vùng, 2 hành lang, 5 trục, 3 trung tâm. Quy hoạch cũng xác định 2 khu vực trọng điểm phát triển phía Bắc và phía Nam của tỉnh. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về 2 khu vực trọng điểm phát triển này. Khu vực trọng điểm phát triển phía Bắc có điều kiện vị trí thuận lợi, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, kết nối giao thông thuận tiện với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trục hành lang kinh tế đô thị quan trọng quốc gia, quốc tế, cảng biển. Hướng phát triển tập trung hình thành các đô thị lớn, phát triển công nghiệp hiện đại, không gian phát triển gắn với hành lang đô thị công nghiệp và các trục giao thông quan trọng của tỉnh là trục tuyến đường kết nối di sản, văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Trục đường quốc lộ 5A đoạn qua tỉnh Hưng Yên, trục đường gom hai bên của đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, trục đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài kết nối phía đông nam của thành phố Hà Nội qua tỉnh Hưng Yên với tỉnh Bắc Ninh, trục đường vành đai 3,5 kết nối với Hà Nội và cầu Ngọc Hồi, trục đường vành đai 4 kết nối với Hà Nội qua cầu Mễ Sở và kết nối với tỉnh Bắc Ninh, trục cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ kết nối nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng với khu vực phía nam của Hà Nội, tập trung phát triển đô thị Văn Giang, đô thị Mỹ Hào trở thành hai đô thị trung tâm của vùng. Đô thị Văn Giang phát triển theo hướng dịch vụ và nhà ở hiện đại, đồng bộ, sinh thái, thông minh là khu vực có chất lượng đô thị hóa tốt, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc của tỉnh. Đô thị Mỹ Hào là đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại và nhà ở theo hướng thông minh. Khu vực trọng điểm phát triển phía Nam tập trung phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ, bảo tồn văn hóa. Không gian phát triển gắn với hành lang, văn hóa, lịch sử, sinh thái sông Hồng và các trục giao thông phát triển quan trọng trong vùng là trục phía Đông, tuyến đường Tân Phúc Võng Phan kết nối nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại Tân Phúc với tỉnh Thái Bình. Trục phía Tây, tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Trục đường 376B kết nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại nút giao Tân Phúc với tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Trục đường 38B kết nối các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nam. Tập trung phát triển thành phố Hưng Yên là đô thị trung tâm vùng phía Nam, đô thị trung tâm tỉnh, phát triển đô thị, khoa học công nghệ, dịch vụ du lịch quan trọng quốc gia, quốc tế, là vùng bảo tồn, phát huy năng động những giá trị cốt lõi của văn hóa phố Hiến xưa, giàu bản sắc văn hóa của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, phát triển thành một đô thị di sản mang tầm quốc gia và quốc tế với các dự án phục hiến, khôi phục các giá trị văn hóa lịch sử của phố Hiến xưa.